Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục với cái vấn đề cộng đất phổ thông và cộng đất tái hạt, có nghĩa là tái rảnh và cộng đất tái hạt. Nhưng trước tiên thì tôi muốn bàn về chuyện tính chính. Hôm rồi có câu hỏi về ở phút thứ 7 mà cái từ cọc bản đó, thì lại có cái mô măng ở trên ngay vị trí mặt đất là đúng hay sai? Sai. Thì cảm ơn bạn Linh DT đã phát hiện được cái này. Là gì rằng tôi không để ý, đúng ra là nó bằng không, chỗ này nó bằng không, nó không thể có được cái này. Nhưng mà tôi bê cái này từ ở trong cái thí nghiệm, cái thí dụ mà cọc chịu tải ngang, cái cọc đó được hàm trong đài và nó có mô măng với lực ngang ở đầu cọc nên nội lực nó sẽ như vậy. Ở đó tôi xin tính chính ở chỗ này, các bạn nên để ý và mỗi lần xem tới đó thì biết chỗ đó nó sai. Sai là nó không đúng chỗ, chứ không phải cái đó nó hoàn toàn sai, nó không đúng chỗ với cái, nó sai hoàn toàn với cái lực mà đặt ở đầu cọc. Còn nếu mà ở đầu cọc mà có lực ngang mà có mô măng thì đó lại đúng. Việc thứ hai, một câu hỏi nữa là trong cái tượng cọc bản vừa rồi, tượng bản trong cát đó, thì có bạn đây là như tôi ghi là Tú Quỳnh hay là câu hỏi là thầy ơi, cọc bản trong bùn chải thì làm việc có khác so với cát như thế này không thầy? Câu hỏi này khó. Để trả lời thì phải chúng ta hiểu rõ được, trả lời mà gọi là đúng cặn kẽ và hiểu nắm bắt đàng hoàng đó, chứ không phải là chấp nhận rồi làm cho nó có. Cát thì nó, đất cát thì nó là vật trơ đối với nước, nhờ đất sét thì nó phụ thuộc vào nước rất là nhiều. Nên để hiểu được đất sét đầy đủ thì phải hiểu về cái cầu đất tái hạt. Và rất là nhiều tài liệu gần đây tôi thấy họ dùng cái chữ viết tắt của trạng thái tái hạt tiếng Anh, cầu đất trạng thái tái hạt tiếng Anh là CCSM. Do đó đây lưu ý là khi mà chúng ta xài những cái chữ tắt của Mỹ đó, đặc biệt của Mỹ là ta phải tìm cái gốc của nó, nó dễ nhầm lẫn trùng lặp lắm. Như vậy tính cọc bản ở trong bùn chải, cái khái niệm này nó sai hoàn toàn. Đó là bùn chải thì làm sao nó giữ được cái cọc? Nhưng thực ra có thể hay không, là vì vô số cái công trình ở Việt Nam chúng ta đóng cọc ở trong đất yếu, hên thì nó đất yếu là đất, cái đất bùn đó. Nói vậy nhưng mà chẳng hạn cụ thể như là cái ở dưới Kiên Giang, tại vì Kiên Giang ta thấy cái vùng đất ở bên lấn biển đó thì rất là mềm, nhưng người ta xuống xài cọc bản đóng trong bùn đó, đi xuống độ sâu ở phía khu vực hành chánh, nhưng nó vẫn đúng. Chuyện này lâu rồi, gần 20 năm rồi. Như vậy thì trả lời cụ thể đó là rất khó để mà ta tính toán cái tường cọc bản ở trong bùn chải. Bùn chải có nghĩa là chải được đó, bùn nó chải được đó, nó nằm yên là chỉ cần đụng chạm tới nó là quá lỏng đó. Thì cái khó này đó là gì? Nó khó với cái cầu đất cổ điển thì chúng ta nha, có sức chống cắt không thoát nước, rồi thoát nước gì đó, rồi cứ đưa vô rồi ta tính. Nhưng mà phần lớn là hư hỏng. Thí dụ như vừa rồi trượt ba cái đường ở Việt Nam, trên khô nó cũng trượt, thì không nói về ba dưới miền Tây nó trượt lên trượt xuống, tiền tốn rất, cái đường tốn rất nhiều tiền nhưng mà vẫn sai. Như vậy tóm lại là từ đầu tới giờ này, trả lời câu này cụ thể là khó và nó không đúng đâu, không giống.
cho nó xong cái chuyện này. Bây giờ ta bàn tiếp từ từ đầu tới giờ đó, thì chúng ta vẫn đang tính cái sức chịu tải của cái cơ học đất cổ điển là gì, là ta tính sức chịu tải của đất nền theo một đường, còn tính lún theo một nẻo. Có nghĩa là ta cứ tính lấy chúng cắt xê phi từ cắt trực tiếp, rồi ta tính ra sức chịu tải, rồi sức chịu tải nó thỏa ta mới đi tính lún, rồi ta tính lún theo thời gian. Và ta chỉ có một cái sức chịu tải đó thôi, nó như thế nào thì ta cũng không biết, miễn là chỉ cắt trực tiếp và con cặp phi c đưa ra tính, mà cũng mình chẳng cần biết cái cắt trực tiếp đó ta giám định như thế nào để cho nó đúng nó sai. Cái quy phạm của mình, cái tiêu chuẩn thí nghiệm của mình hiện nay nó lỏng lẻo về cái đó. Cái cần thì không có, nhưng cái chi tiết không cần thì rất là nhiều. Tại sao bạn cái này khi tôi vô sâu trong cái quá trình tính thí nghiệm lại các cái loại đó. Như vậy trong cái phần làm vừa rồi, ngoại trừ cái những cái thí dụ theo Eurocode và LRFD thì nó buộc chúng ta trong hai cái đó, nó buộc phải tính sức chịu tải lúc ban đầu chưa có lúc và sức chịu tải khi nó đã lún rồi, phải kiểm tra cả hai cái công trình ngay từ đầu và khi nó cũng có xong rồi lún rồi. Cái điều này đó có nghĩa là gì, chúng ta làm một đường một nẻo vậy đó, nhưng mà vẫn cứ làm thì nó yên tâm, đối với cái điều đó nó đúng, đối với đất hạt thù như là sỏi cát, vì nó cái chuyện đó là đất nó đạt lên sức chịu tải thì lún gì liền thành cái sức chịu tải ban đầu với cuối cùng nó như nhau. Rồi còn đối với đất sét mềm đó, bây giờ nói đất sét mềm là đất yếu, thì tôi khẳng định một cái rõ ràng là đất nào mà nó có kích thường nó từ từ lúc nó sinh ra tới giờ này mà nó chưa chịu cái tải nào lớn hơn cái chịu trọng lượng bản thân của nó thì đó là đất yếu, và tên của nó là đất sét có kích thường NDC. Cái này ta đã đi qua rồi, mặc dù chúng ta chưa học về cấu trúc đất hệ, nhưng trong cấu trúc đất tôi nói rồi. Thì lúc mà ta đang xây á thì nước trong lỗ rỗng nó gánh phần lớn tải, tỷ số rỗng nó chưa giảm, đất chưa cố kết, và lúc bây giờ nó có thể bị trào ngang đúng do đất phù ra hai bên dùng làm đường, người ta thấy nó phù ngang, và nếu ta chạy plastic ta cũng thấy có hiện tượng đó. Và nôm na là lúc bây giờ theo cơ đất tới hạn thì phải là tiến theo UU, rồi sau đó lún xong thì phải tính tới CD. Bây giờ nghĩa là có một cái khoảng hở giữa cái cơ đất tới hạn và cơ học đất cổ điển, và chúng ta cứ nhập nhằng qua lại. Và hiện nay tôi quyết định là phải giới thiệu cơ đất tới hạn rồi mới bắt đầu bàn cho nó rõ được, chứ nếu không á thì vẫn phải lấp lửng và có những câu tôi không trả lời được. Thí dụ như bây giờ cứ bàn là cái hệ số nền với cái móng bè, cái đó nó không thuộc cơ học đất, cái đó thực chất nó là đàn hồi. Hệ số nền mà đàn hồi thì nó là đàn hồi, thành như chính vì tôi không trả lời. Và có nhiều bạn đó tôi nói là thì giờ tôi không có nhiều, do đó tôi chỉ trả lời những cái câu mà đúng thôi, nghĩa là bí thật sự. Còn câu trả lời để mà đáp ứng tình huống là để tính cái đồ án môn học thì xin lỗi tôi không trả lời. Tôi nói trước cái điều đó tại tôi không có thời giờ nhiều. Các bạn cũng hiểu rằng hiện nay tôi còn giảng bài đó là cả một vấn đề cố gắng rồi. Thế thì hôm nay chỗ tôi ở thì hiện nay vẫn là tháng Giêng, ngày cuối cùng của tháng Giêng, tức là cái tháng Canh Dần năm Tân Sửu 2021. Tôi chúc tất cả các bạn đã theo dõi các bài giảng của tôi nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều may mắn trong cuộc sống, và dần làm chủ được cơ đất ứng dụng, có nghĩa hiểu được cơ đất ứng dụng nó được. Và cái điều này không dễ, nhưng tôi chúc mình sẽ làm được. Cho tới giờ này thì chúng ta làm chủ được cái cơ học đất được bao nhiêu phần trăm trên đất Việt Nam của mình, thì tôi xin lỗi
ngành công đất yếu ra đời mấy chục năm rồi, chúng ta cũng chưa làm chủ được. Viện Khoa học Thủy lợi lập ra biết bao nhiêu năm rồi, chúng ta cũng chưa làm chủ được. Có nhiều vấn đề lúng theo thời gian, lúng tất cả những nhập rồi cái mà người ta hay gọi là tai biến. Thì mình nói rất là nhiều, nhưng mà Sài Gòn vẫn ngập. Bao nhiêu tiền đổ ra Sài Gòn vẫn ngập. Có nghĩa là chúng ta chưa làm chủ được đó. Chưa làm chủ được thủy văn công trình. Tôi không nói là nhiều. Miễn làm sao cái những cái hiện trạng của chúng ta 20-30 năm nay nó bị ngập. Và càng ngày nó ngập càng nhiều, dân càng khổ. Có nghĩa là ngành thủy văn và cái water research của chúng ta có vấn đề. Còn lúng, còn hư hỏng mặt được, còn những cái tai biến về nền móng. Có nghĩa là toàn ngành cơ học đất của chúng ta chưa làm chủ được. Tôi nói đụng chạm với rất nhiều người, mong thông cảm và tự mình soi lại coi đúng hay không. Mình làm chủ được chưa? Mình cứ dựa vào những cái phần mềm và vẫn lúng túng con số đưa vô là không đúng. Mình rất tự hào, nhưng mình phải biết sợ thì mai ra, biết sợ khi mình đưa con số vô là nó có thể đúng, có thể sai. Chứ mình cứ nghĩ là đúng đưa vô, chừng sập nhà đổ thừa, đừng trở thành họ đổ rồi. Đó là cái tâm sự đầu năm của tôi. Tôi muốn là chúng ta sau cái phần phổ thông mà tôi đưa vào để mà giải quyết vấn đề nền móng, thì vẫn còn trong mười mấy hai chục tháng vừa qua với khoảng hơn 40 cái video ngắn dài, có cái thì các bạn thích, có cái thì các bạn không thích, thì nó không quan trọng. Vấn đề là tôi đáp ứng được có thể bây giờ trước mắt những cái các bạn thích, làm các bạn bằng cần bây giờ. Còn những cái mà các bạn chưa thích, thí dụ Starnamics Việt Nam chưa xài, nhưng đến lúc xài thì chịu khó lập rồi tự làm chủ mà xài. Chứ đừng có lúc nào ấy là làm không biết là nhiều tiền, mình giàu, mình giàu Mã Lai bao nhiêu, nhưng mà hở ra là qua bước nào Mã Lai nó làm, mình chi tiền. Thì thằng Mã Lai nó có công ăn việc làm, nhìn một góc cạnh nào đó thì mình làm chưa đúng. Và mình không làm chủ được thì vẫn phản ứng nó hoài. Như vậy trong gần 2 năm mà tôi làm những cái bài giảng này, thì bây giờ thực ra là cái cộng đồng nó cũng đông. Tôi cũng có gần 2.000 các bạn đang theo dõi những bài giảng của tôi. Cái điều đó tôi rất là vui và mong muốn của tôi làm sao là các bạn có thể đọc những cái bài giảng của tôi, nó có ích cho các bạn. Thế thôi. Và phải chịu khó đọc. Không thể được mình đọc sơ sơ, đọc nhiều lần thì mai ra cái mình cần mình sẽ làm chủ đó. Như vậy ngẫu nhiên ban đầu thì do những cái chuyện không vui trong lòng, thành như tôi mới làm những cái bài giảng này. Và khi tôi làm những bài giảng này thì cái chưa có cái hiện tượng học qua mạng internet. Chưa có nhiều bài giảng online. Và hiện nay tôi cũng tìm thấy bên Mỹ này có rất nhiều cái giảng viên các đại học họ làm nhiều bài giảng online đúng nghĩa, chứ không phải là trước đây chỉ là những cái video clip đưa lên mạng để quảng bá và thường là để quảng cáo cho các cái trường nổi tiếng. Dĩ nhiên để làm những cái này thì cái khoảng 20 cái video đầu tiên thì tôi lấy cái có sẵn, tôi chỉ bổ sung rồi tôi đưa lên trên mạng. Sau đó thì tôi bắt đầu tôi phải soạn lại để cho nó vừa ý hơn. Và tôi thấy là dục tốc thì bất đạt.
thành như phải có cố gắng để làm. Đó là chặng đường đã qua mà nhìn lại. Dĩ nhiên để cố gắng đó thì tôi cũng mong mỏi là các bạn hiểu được những cái điều mà tôi muốn giới thiệu. Có thể bây giờ chưa cần, nhưng mà sau đó thì cần. Thế nhìn phía trước, tương lai thế nào? Dự kiến của tôi thì nhiều. Ban đầu tôi tưởng là mình làm nhanh hơn, thì còn nhiều vấn đề lắm. Cầu đất tới hạn là một. Và trong cái phần nền móng mà chúng ta còn sót lại đó, chứ không phải là xong đâu. Cái giải pháp gia cố nền tôi cũng chưa làm, là vì phần lớn cái giải pháp gia cố nền nó lại là cơ hội đất tới hạn ứng dụng. Thí dụ như gia tài trước bằng thuốc chân không, thì cái đó hoàn toàn nó là mang cái tính cơ hội đất tới hạn ứng dụng. Nếu mà cơ hội đất thường thì giải thích không được, có nhiều chỗ là giải thích không hiểu gì hết. Như vậy thì phải cơ hội đất, phải có những cơ hội đất tới hạn. Và đương nhiên tôi nói là rồi các bạn sẽ, tôi sẽ giới thiệu một vài cái địa chỉ mà các bạn lên xem một số giáo sư Mỹ họ đang giảng về cơ hội đất tới hạn, để bổ sung vào những cái bài giảng của tôi nếu cần. Do đó phía trước thì rất là xa, cơ hội đất tới hạn rồi. Qua cái bài giảng cơ hội đất tới hạn của những tay giáo sư đó thì các bạn là từ đôi trẻ thì họ làm rộng lắm, họ làm sang được cái cấu tạo đất rồi động học của đất vân vân, họ làm rất là nhiều. Đó là nhiều cái vấn đề nữa, có một vài câu hỏi là cái mô đun E50 là cái gì, tại sao, thì cái đó nó không phải cơ hội đất mà cái đó là đàn hồi. Tôi lặp lại, cái đó đàn hồi đó mà nó ứng dụng vào cơ đất thôi. Thì chúng ta đi vào nước, đương nhiên là nước là cái khó khăn lúc nào cũng vậy. Ví dụ như nước trong lỗ rỗng thì ảnh hưởng rất mạnh lên trên cái hạt bệnh, tại vì nó có lớp liên kết vật lý. Đất sét nó sẽ không có nước thì nó khô cứng như đá, nhưng mà có nước thì nó bùng, nó chảy được. Cát, cát thì nó chảy bình thường, khô ráo nước thì nó không chảy hết, phải chứa nó lại thì nó mới chịu lực tốt, chứ không nó chảy. Những cái đặc điểm của đất là như vậy. Thế do đó mà đất sét mà có chứa nước đó, mà trong cái những cái thế nằm ở Việt Nam của mình, ở trên núi, trên vùng cao nguyên Trung Phần hoặc Tây Bắc, hoặc là cái vùng Tây Nam, vùng bãi núi đó, thì đất sét có thể trên cao, còn lại những vùng đồng bằng đất sét dưới đất nó bảo hòa nước hết. Thì may là bây giờ cái chiến lược phát triển của mình đó, nó có khác hơn là thời cha ông thì chỉ phát triển ở dưới đồng bằng thôi, còn bây giờ thì do đó mình được bây giờ đụng chạm tới đất khô, đất sét khô, và đất sét khô cũng hư hỏng như thường. Còn lại thì ở dưới đồng bằng là cái mà chúng ta thường hay gặp nhất là đất sét bão hòa nước, và bao giờ đầu tiên cũng là khởi đi từ cái đi theo cố kết của đất sét ghi và thí nghiệm cố kết để mà tính lúng. Tại vì công trình nhạy lúng, ví dụ nhà chỉ cần lúng không đều là nó nứt khung. Cái dầm liên tục của cầu, dầm đơn thì không thành vấn đề, nhưng mà dầm liên tục hay nó lúng thì nó nứt. Ba cái ống, ví dụ như tunnel, thì nó đất mà nó không đều thì nó sẽ biến dạng, lúng nó không đều thì nó cũng bị cong, bị quằn rồi nó sẽ nứt. Ngay cái đốt hầm chìm, cầu chìm qua sông Sài Gòn đó,
thì chỉ lúc có một đốt hồng như vậy, lúc đó thì các bạn lật báo ra xem lại thì cũng nổ trên trời luôn, nào là đổ bê tông bằng nước đá vân vân, rồi nó cũng đứt rồi cũng cho nó lắp. Như vậy thì tuổi thọ nó giảm bao nhiêu tới giờ này cũng ai nói. Rõ ràng là cái đâu có khó gì đâu, đúc có bốn cái đốt, mỗi đốt đâu khoảng 50 thước mà nó rất là lớn, rất là cứng, nhưng khi mới đổ bê tông nó mềm xèo thôi, do đó nó nứt ngay từ đầu lúc đổ bê tông rồi. Tại vì mình đang đúc, mình đúc tựa lên đất mà, và ở dưới mình không đổ bê tông làm những cái bản sàn chập chững trên cặp thì chỉ gia cố bằng cách là trộn thôi. Tôi đang nói cái nguyên tắc cái đợt mà làm những cái đó, những cái bốn cái đốt hầm diềm mà cho cái cầu đi qua sông Sài Gòn đó, nó có sai lầm và chúng ta cũng gọi là rồi nó cũng xong, tại vì cái đó là có tiền viện trợ đúng không? Cái đó tôi không bàn chi tiết xong, nhưng nó là khó mà nó cũng được. Rồi cầu Cần Thơ cũng hư hỏng, và toàn là những cái công ty hàng đầu thế giới thôi. Do đó cái chuyện mà nước trong đất, cái chuyện mà đất yếu không phải là đơn giản, nó làm chủ không được thì liệu mình có làm chủ nổi hay không, thì chính vậy mình phải phải ráng mới làm chủ nổi nó. Rồi lúc đó mình mới thực sự là các công trình sư hoặc những cái chủ trì thiết kế đủ bản lãnh nếu mình hiểu hoàn toàn, còn nếu không thì xin lỗi, chúng ta phải thuê mướn thôi. Như vậy thì chẳng hạn như dùng cái câu là sức chống cắt của đất sét phụ thuộc vào sự thoát nước khỏi đất, thì nghe dễ chịu. Trong quá trình chịu cắt, chịu cắt là áp bức xuất lạnh đó, chịu cắt ở đây không có nghĩa là nó cắt trực tiếp, thoát thì hiểu, thì hút nước vào đất tương đối là khó hiểu, tại vì trong công đất cổ điển không có từ đó. Tức là tính toán sự khác biệt này nhờ thí nghiệm CUU, hai cái này chúng ta biết là đặc biệt CU, một cái thí nghiệm đã có được hai bộ thông số phi phẩy C phẩy và phi U CU, mà tôi cũng chưa bàn sâu, tôi chỉ biết sơ vậy thôi. Nhưng để hiểu hết thì cái đường nó xa lắm, và chúng ta trong cái công thức tới hạn đó, nó là cái mô hình toán học đầu tiên giữa ứng suất và biến dạng của đất theo mô hình Campbell, nó thế được cái mô hình đàn hồi. Thì trong bài giảng này khởi đầu rồi, tôi sẽ trình bày hai hệ số A và B của Campbell, nó ảnh hưởng lên cái áp lực nước lộ động thặng dư delta U khi mà ta thí nghiệm ba trục CU hoặc UU, và đặc biệt là đối với đất OC. Trở lại cái mô hình cấu kết taxonomy, taxonomy thì cái này đã quen quá rồi, thì chúng ta có cái silane, rồi có cái piston ở đây, và cái nước ở trong này thì đổ đầy, nó có cái lò xo ta đổ đầy nước lên tới đây, nghĩa là làm sao đổ đầy cái lò xo, rồi ta khóa cái vòi lại, dĩ nhiên không có bọt khí ở đây, ta mới đặt cái lực khối lượng trọng lượng cái W lên đây. Thì W thì ta lấy chia cho tiết diện A ở đây thì nó ra cái áp lực B, thì ở dưới này đó, lò xo nó không còn lại, cái van này đã khóa rồi và nước trong này không có bọt khí. Thì lúc bây giờ cái nước chịu có cái áp lực tăng lên là delta U, áp lực lao động bằng B, cái giá trị này cái piston nó không đi xuống. Như vậy cái trọng lượng W này được đỡ bởi cái áp lực nước lao động thặng dư ở trong cái xi lanh. Khi ta mở cái van ra
thì nước sẽ thoát ra. Nước nó thoát ra thì cái piston đúng xuống, lò xo nó co lại như lò xo chịu một cái lực. Nước thoát ra thì áp lực nước lò đọc trong đây giảm xuống, nó không còn bằng B nữa. Và như vậy bây giờ đó thì nước nó đang thoát ra thì cái trọng lượng nó về này chịu một phần bởi nước trong lỗ rỗng, một phần bởi khung hạt. Đây là so là đại diện khung hạt. Bây giờ qua tới bên đây thì khi mà nước nó chảy ra hết rồi, nó không chảy ra nữa chứ, thì toàn bộ trọng lượng nó về là đặt lên cái lò xo và áp lực nó rỗng trở về bằng không, nó không có chảy ra nữa. Như cái giai đoạn từ đầu cho tới đây đó, tức là giai đoạn mà lò xo co lại nước thoát ra, người ta gọi là quá trình cố kết sơ cấp, tương đồng nó đối với đất ở bên ngoài, cái lò xo là khung hạt nước lỗ rỗng ở đây, với điều kiện là nước ở trong này đó không có bọt khí. Thì khi mà ta viết là được delta U bằng B, nghe lúc đặt lò xo này, thì ở đây á chính là delta U bằng chữ B, B bò đó nhân cho B. Thì chúng ta sẽ chứng minh cái điều đó. Nhưng mà có nghĩa là bây giờ khi mà ta nói vậy, có nghĩa là cái chữ B bò đó nó bằng 1 delta U bằng B. Ta nói một câu rất đơn giản vậy, nhưng cái hàm ý là trong này phải không có bọt khí, hoàn toàn không có bọt khí. Chứ nếu có bọt khí lại khác. Rồi còn một cái nữa, nếu mà nó không có bọt khí, nhưng mà bây giờ ta thay cái lò xo này bằng cây sắt, nó đâu có, đặt cái khối này lên cái sắt chịu liền. Thí dụ không phải là mẫu đất mà là đá bọt, người ta đặt lên đá nó chịu hết, nước rồi đâu có chịu. Thì lúc bây giờ cái hệ số B nó không phải là bằng 1. Bây giờ ta đi định nghĩa và tìm hiểu cái B đó. Thì bây giờ đó, định nghĩa cái hệ số nén tương đối trong thí nghiệm cũ kết thì ta học rồi. MV bằng delta E chia delta sigma. Mà delta E thì chính là nếu ta gọi cái này, V là thể tích của mẫu, delta V là cái độ co của nó khi ta tăng tải lên. Thì nếu ta gọi V bằng 1 cộng với E thì delta E chia 1 cộng E sẽ chính là delta V chia cho V. Cái mà tôi hay gọi là thể tích riêng đó, V bằng 1 cộng E. E là tỷ số rộng. À, thì tôi viết là MVG. G là trục G bằng 1, 2, 3. Trục 1, 2, 3 là X, Y, Z. Thì ta có MV bằng delta V chia delta sigma. Hay là delta E chia delta sigma. Đó chính là công thức quen thuộc, đó là MV theo trục Z, của trục Z. Tại vì ở đây cái thí nghiệm cấu kết thì trong cái khuôn rồi, nó không có bị đó không, nên có MV chính là MV bột đó. Thì bằng trừ delta E chia cho delta sigma phẩy thừa số cho 1 cộng delta E1. E1 là cái hệ số rỗng ban đầu. Hệ số rỗng ban đầu là khi mà nó chịu cái áp lực là sigma phẩy 1 ban đầu. Nếu trên mặt đất nó không chịu cái ứng suất nào, nhưng mà ở bất kỳ độ sâu nào, nền ở độ sâu nào, nó cũng chịu cái ứng suất cho trọng lượng bản thân phía trên đó. Bây giờ một giả thuyết khác là hạt đất và nước bên trong lỗ rỗng không bị nén. Nước không bị nén. Nước chỉ có bọt khí mới bị nén, là do cái khí nó bị nén. Chứ nước không bị nén. Nhớ, mô đun nén của nước là bằng vô cùng. Do nó, cái độ nén khung hạt do ứng suất hữu hiệu gây ra, người ta viết như thế này.
Từ đây ta biết là ở đây cái độ nén nó hay sự co thể tích delta V này nó bằng với thể tích lỗ rỗng hạt là không có rồi, do thể tích lỗ rỗng nó co lại mà lỗ rỗng nó là NV0, V0 là thể tích ban đầu, cái thể tích lỗ rỗng đó nó là NV0. Vậy thì cái delta V mà co lại ở đây của cái khung hạt với delta V của lỗ rỗng là bộ. Ta nhìn nó ở góc cạnh là cái lỗ rỗng do nước nó co lại. Nếu mà nước mà có cái delta U thì CW là hệ số nén của nước. Thì ta có CV bằng cho delta V chia cho N V0 rồi chia cho delta U. Hay là V0 delta U, tức là viết giống như thế này. Thì lúc bây giờ cái, còn cái này á, thì từ công thức ở đây nó là delta V, chỗ này ta viết là delta V, chỗ này là V0. Thì ta sẽ có là cái gì? Cái mấy cái này các bạn có thể coi trong sách tôi lại, tôi đọc tới đọc lui thì dễ hiểu chứ không khó lắm đâu. Và cái delta V ta viết theo cái kiểu là do nước trong lỗ rỗng nó co hay là nó thoát đi. Và một cái nữa là do cái áp lực ứng suất hữu hiệu gây lên khung hạt. Như hồi nãy cái lò xo hoặc là nước thì cũng chảy thôi. Thì cuối cùng ta từ đây nè, ta đơn giản cái V0 đi. Không phải. Ta, hai cái này bằng nhau thì ta đơn giản cái V0. Thì ta suy ra được là delta sigma phẩy thì bằng delta sigma U. Delta sigma 1 trừ delta U. Yeah. Viết rõ ra vì cái delta sigma phẩy bằng delta sigma 1 trừ delta U. Tức là sigma thì bằng sigma tổng trừ cho U. Thì ta thay vô đây ta rút ra được cái gì? Ta rút ra được M1 V delta sigma phẩy 1 thì bằng M1 V sigma không có phẩy trừ cho M V 1 U. Tức là cái thằng này nè, viết ra đây. Cái thằng này thì đem số lại. Ta khử này vì không rồi. Thì từ đây ta suy ra được delta U bằng M V 1 chia cho M V 1 N CV. CV là hệ số nén của nước. Định nghĩa giống như là hệ số nén của đất vậy, khung hạt này. Và nếu mà CV bằng 0 thì bây giờ cái MV1 chia cho V1 thì nó bằng 1. Tức là cái này ta đặt thành B. Như vậy nếu CW bằng 0 thì B bằng 1. Và delta U bằng delta sigma 1. Chú B này được gọi là hệ số Skelton trong quá trình đất chịu nén. Và người ta chứng minh thấy rằng nếu mà đất bảo hòa 100% thì cái B đó nó bằng 1, có nghĩa là khi ta đặt tải thì nước nó gánh 99,98%. Đó là đất cốt kết thường, đất sét mềm đó. Đất sét mà chưa, từ lúc hình thành tới giờ nó chưa chịu cái tác động nào làm cho nó cứng thêm. Còn cái loại mà cốt kết rất nhẹ đó, cũng là mềm nhưng mà nó cũng hơi cứng hơn một chút thì nó lại 99,88%. Các cái loại đất sét cố kết trước mạnh các loại đất cát thì nó là 98,77%. Đất cát rất chặt thì nó 94%. Vì B nó khá lớn, có nghĩa là khi ta đạt tải thì nước nó chịu, đối với cát rất chặt thì nó cũng chịu 91,3%. Nhưng mà độ bão hòa là 99%. Chỉ cần có 1% được bỏ khí ở trong cái thể tích lỗ rỗng thì nó khác đi nhiều lắm. Từ 99,8% nó xuống khoảng 98,6%. Tương tự 99,88 thì còn 93%. Đất sét cố kết trước mạnh đó, thì bây giờ nó còn có 51%. Và đất cát chát đó, thì nó còn có 10%. Như vậy, cái khung hạt chỉ cần có bọt khí 1% thì cái chuyện cố kết thoát nước đối với cát chặt nó chỉ còn có 10%. Cát nó gánh hết
Có nghĩa là khi vừa đặt tải mà trong thực tế thì không có trường hợp độ bão hòa 100%, thường là 90%. Do đó nếu ta nhìn vào đây, ta có thể kết luận được rằng đối với đất cát hay là đất cốt kích trước cạch hay đất sét, chỉ có mỗi cái đất bùn thôi thì nó còn nhiều, nó còn chịu nhiều. Cái số B nó tương đối nó lớn, và cái đặc điểm mà đúng theo thời gian nó mới nhiều. Còn những cái loại đất sét cốt kích trước nhẹ thì nó đã giảm đi nhiều rồi. Ví dụ như 99% nó là 93%, thì khoảng 95% đó thì cái này nó còn 70 thôi. Do đó, và chúng ta đang cường điệu lúc nào cái B cũng bằng 1, để lúc nào cũng phải tính cốt hết. Rồi chúng ta không quan tâm cái giá trị B nó là bao nhiêu. Hay nói khác đi, là cái loại đất sét nào dù có nước, ví dụ đất sét mà đã cứng rồi, dù có nước thì nó cũng không có cố kết theo thời gian, và cái khung hạt nó cũng gánh hết thôi. Đó, vấn đề là chỗ đó, đó là cái hệ số B. Tôi lặp lại, cái sai lầm từ đầu tới giờ khi mà ta chỉ học cơ học đất phổ thông đó, thì mỗi lần ta gặp đất sét bão hòa thì luôn luôn ta là phải tính đúng theo thời gian, là vì rằng ta coi hệ số Scampton B là một, không không cần. Nếu mà hệ số Scampton B nó còn có 0,1 hoặc 0,2, tức là nước trong lỗ rỗng chỉ có 20% thôi, thì thi công xong, cái thời gian thi công xong là nó đã hết đúng rồi. Đó là một cái. Như vậy người ta nhìn trở lại, hệ số Kempton sẽ nằm từ 0 đến 1. Có nghĩa là 1 thì nó gánh hết, nước nó gánh hết, còn 0 là cây sắt này gánh hết. Như vậy nó chỉ và lúc nào ở đây nó tùy theo nguyên thoát nước. Cái này thì tôi đã nói ở trong cơ đất khá kỹ rồi. Ta cường điện nó lên thì nó là đất yếu như thế này. Nhưng mà những cái đất như ở Nhà Bè, những cái đất như ở dưới mũi Cà Mau, hay là phần lớn cái đồng Cà Mau đó, đồng trũng mà mới về lắp đó, chứ những cái đất mà dùng cao cao mà như là ở Châu Phú hay là An Giang, tức là cái vùng mà thủy triều không lên tới, chỗ đó tương đối cao, nó chỉ có nước chảy xuôi thôi đó, thì cái chỗ đó ít có đất yếu lắm. Cái yếu của nó tốt gấp 10 lần cái đất yếu ở mũi Cà Mau. Thì khi mà nó cố kết hoàn toàn rồi đó, thì bây giờ cái áp lực nó lỗ rỗng không còn chịu nữa, thì hoàn toàn là khung hạt chịu. Lúc đó hoàn toàn khung hạt chịu là B đó cũng bằng không rồi. Do đó B nó thay đổi từ không, từ 1 đến 0 vậy thôi, chứ không phải là nó tồn tại trong mỗi thời gian đâu, thì giá trị nó lại khác. Tôi lặp lại, cái khung hạt, do đó cái giả thuyết của thầy sư ghi khi mà nói về cấu kết thì cái khung hạt đó phải là mềm bão hòa 100% đó, chứ nó cứng vậy thì không được. Bây giờ ta mới bàn tới, đó là cái chữ B là đi cái quá trình mà nén. Còn cái quá trình cắt hay là nén của bà trụ thì nó lại khác. Bây giờ cái ba trục thì nó khá hơn cái cắt trực tiếp, là nó đo được cái áp lực nó lỗ rộng trong quá trình cái tải tác động lên nó gia tăng thay đổi. Còn cái thí nghiệm cố kết thì chỉ để đo được cái thời gian lún thôi, hoặc là thời gian ổ đất nó co, nước nó thoát ra, nó không có đóng góp gì được. Phải dùng gián tiếp thì từ đó ta mới, nếu mà bây giờ ta cho nó lún bao nhiêu đó thì cố kết được bao nhiêu từ cái thí nghiệm, mà từ cái thí nghiệm bên bên cần xô
Thì ta qua đây ta cố kết rồi ta cắt. Tức là cái đó là loại nghiên cứu rồi chứ không thực tế làm thì không có. Bây giờ ta bàn trở lại cái ba trục, cái mẫu đất ở đây, ta lấy phải nguyên dạng, càng nguyên dạng càng tốt, nhưng không có chuyện nguyên dạng 100% đâu, nó cũng bị thay đổi do cái lấy mẫu rồi chế bị mẫu, rồi ta bọc lại bằng cái latex mỏng, rồi bơm nước vô để tạo cái áp lực. Tạo cái áp lực đó thì chính là tạo cái áp lực tự nhiên mà nó đang chịu bằng lớn hơn và nhỏ hơn cái áp lực đó, tức là xấp xỉ. Do đó ta phải biết, cứ mỗi lần làm thí nghiệm thì ta phải biết cái mẫu đất này nó đang nằm độ sâu bao nhiêu, nó đang chịu áp lực là bao nhiêu ở ngoài thực tế. Thì ở đây ta áp cái áp ứng suất xung xung quanh, thì ta bơm nước lại để tạo áp lực đó, để tạo cái thế nằm tự nhiên của nó, áp lực trong thế nằm tự nhiên của nó. Và trong quá trình đó ta có thể cho mẫu nước ở trong đất thoát ra. Thế này tôi muốn giới thiệu cái hình này là tôi trích từ bài giảng của Dr. Kevin Kranke ở cái trường đại học Brigham Young University in Provo ở Utah. Ở Utah thì nó gần gần với Cali, Bắc Cali, nó ở trong, nó không phải gần biển. Đây là cái bài giảng mà ông đang có rất nhiều bài giảng ở trên mạng, và cái cách tiếp cận của ông thì giống giống như khi tôi giảng về cậu đó Tây Hàn ở Việt Nam. Thành thì các bạn có thể tham khảo, nên gõ cái Kevin Franke là có thể thấy được hàng cả trăm cái video của ông. Thì tôi mượn cái hình này là gì, cái hình này đã làm ở trong cái giai đoạn những năm 2020 này. Bây giờ ta trả lời vấn đề. Thế trước tiên người ta mới tôi mới nói muốn nói tới cái cách, cái này đã học rồi, ứng suất trung bình. Bây giờ ta có ba, nói vậy chứ ta có lực đứng rồi lực ngang, nhưng mà lực ngang theo phương y phương x, giả sử tôi tách ra nè, thì tôi có cái sigma 2 sigma 3 z là phương 1, thì sigma 2 sigma 3 là x, thì chúng ta cũng gọi là ba trục đi, 3D, mà đây là 3D thì nó đối xứng trục thành nhỏ thành với sigma 2 bằng sigma 3, nhưng mà nó cũng là 3D. Thì ta mới lấy là cái ứng suất trung bình chính là B bằng B1 cộng B2, xin lỗi, sigma 1 cộng sigma 2 cộng sigma 3 chia cho 3. Nó là ứng suất trung bình. Hiện nay tôi không, ban đầu tôi dự định là đi vào cái lý thuyết ứng suất trước rồi mới đi vào đây, nhưng mà tôi thấy nó càng rối hơn và càng chán hơn. Thành ở đây tôi cứ đi vào cờ đất và cái nào cần thì tôi giới thiệu bên lại. Cái ứng suất lợi, cái ứng suất lợi là cái gì? Là sigma 1 trừ sigma 3. Có nghĩa là khi mà tôi cho sigma 3 tới một giá trị nào đó, ta giữ yên cái áp lực không bơm nước vô nữa, ta giữ yên áp lực nữa đó, ta bắt đầu ta đẩy cái trục này với tổng số, thì ta tăng sigma 1 thôi, sigma 2, sigma 3 giữ nguyên. Thì lúc bây giờ là ta né né mẫu đất, né mẫu đất nhưng có áp lực không, thì áp lực không nó nhẹ, nó có đất có thể phình ra được, tùy tùy cái áp lực đó ta đang tăng giảm cái nào. Thành như ở đây là đang theo thông lệ đó, cái đầu tiên nó có nghĩa là số 2 số 3 dưới yên số 1 tăng lên, có nghĩa là ứng suất là số 1 trừ số 3, ta giảm cái dòng ngò thì ứng suất là sigma 1 là ứng suất cực đại, sigma 3 là ứng suất cực tiểu, thì Q chính là sigma 1 trừ sigma 3 chia 2, tô ứng suất cắt cực đại cho bằng sigma 1 trừ sigma 3 chia 2. Còn nếu mà khi mà nó 1, 2, 3 bằng nhau thì tô bằng 0, nó không bị cắt, nó không có số cắt. Cái này tôi đã giảng ở trong cơ đất rồi, thì các bạn dùng quỹ lại ứng suất là chính là ứng suất
cho nên là đồng nghĩa đó là lực cản. Thế thì cơ đất trong thí nghiệm 30 thì bao giờ cũng có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là áp ứng suất đẳng hướng, tức là nén cốt, nén mà cho thoát nước thì gọi là cố kết, không cho thoát nước gọi là không cố kết. Cái thứ hai là áp ứng suất lợi, và áp suất lợi cho thoát nước thì có nghĩa là nước trong này thoát ra, sức chịu tăng, thể tích nó có thể giảm, thể tăng gì đó, từ từ rồi kết thúc nó không thoát nước ra nữa với cái ứng suất lệch quy. Và còn nếu ta đóng cái đợt đó thì nó tương ứng với cái thời gian xây công trình xong, công trình xong rồi khi mà nước nó thoát hết đó là trạng thái bình thường, có nghĩa là trong đất không có áp lực nước chênh lệch giữa điểm này điểm kia trên cùng một vài ngang nữa thì gọi là vừa cố kết xong vừa thoát nước xong. Cố kết thì ban đầu thôi, như vậy ta phối hợp lại cái này, nếu mà ở đây là cố kết, ở đây là thoát nước, thì ra CD cái này làm rất chậm, cả tháng trời mới xong được một mẫu, phải cắt rất là chậm, áp ứng xuống là rất là chậm để áp lực lao động lúc nào cũng như ban đầu thì mới được. Còn phối thứ hai là C và U, và phối thứ ba là U và U. Phối thứ nhất CD thì dành cho đất ổn định hoàn toàn sau xây dựng, có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, ổn định rồi. Còn cái CU thì đất này đó, nó đã ổn định ban đầu rồi, có nghĩa là không phải là đất mới san lấp, không phải là đất mới bơm từ mà biển vô. Thì ta thấy nghiệm cái này. Còn cái thứ mà đất mà chưa cố kết xong, mới vừa san lấp này kia thì là ta phải làm UU. Rõ ràng khi mà làm ta đóng van lại đó thì lúc bây giờ nước nó sẽ giữ vai trò quan trọng. Cái nào mà chữ U thì là nước sẽ giữ vai trò quan trọng. Ví dụ trên này đóng thì thằng B nó xuất hiện. Còn cái này đóng thì lại không giống, thì bây giờ áp ức xuất lợi rồi, nó không phải là nén nữa thì sẽ là thằng khác. Bây giờ tôi muốn nói về cái lộ trình ứng suất tại sao xuất hiện chữ BQ ở đằng kia. Thì cái lộ trình ứng suất, cái này thì chúng ta cũng lướt qua rồi, nhưng bây giờ tôi đọc lại một lần nữa. Thông thường thì ta làm một cái mẫu đất, ta làm thí nghiệm 30, 3 lần. Ở đây ta không nói là 30 kiểu gì, ví dụ CD hết đi. Thì 3 lần đó ta vẽ 3 cái vòng tròn bo, khi nó sụp á, rồi ta vẽ cái đường tiếp tuyến, ta có đường bao chống cắt S bằng sigma tăng phi cộng C. Và cái đường đỏ này bên trên nó là không tồn tại, không có thể nào có nằm ngoài này, nó chỉ tới đây được rồi mà. Thế thành như cái điều kiện mà móc Coulomb nó trở thành cái chuẩn lâu đời rồi. Rồi bây giờ mỗi lần vẽ ba vòng rộng mo này cực quá, và đặc biệt là ta không thể nào đưa vô máy tính tính toán tự động được. Nó thành như người ta mới làm đường khác, ta mới để ý. Khi cái vòng tròn mo tới đây ta giữ sigma 3 không đổi, ta tăng sigma 1 lần, tăng lên từ từ cho tới nó sụp. Cái này hồi nãy tôi ít nói nhỏ, ít nói lướt qua là gì chúng ta học rồi. Thì khi nó sụp đó thì tôi mới coi, thay vì tôi mới đợi như vậy thì tôi mới lấy cái điểm đỉnh của các cái vòng tròn mo này, tôi nối nó lại. Thì khi mà sigma 1 bằng sigma 3 thì nó là một điểm, nó chạy dọc dọc từ đây tới đây. Tới đây giữ sigma 3 tăng sigma 1 thì cái vòng tròn mo nó xuất hiện và lớn dần cho tới lúc nó trượt. Thì cái lộ trình ứng suất nó đi từ đây, nó chạy theo đường xanh này tới đây. Thì điểm này là điểm trượt. Như vậy ba cái sigma 3 khác nhau thì tôi sẽ có ba cái lộ trình ứng suất xanh xanh này đây, và nó được ba cái điểm trượt. Tôi nối ba điểm đó lại. Ba cái điểm đó nó là cái gì? Nó là cái điểm này tọa độ của nó theo tô đó, ứng suất cắt nó chính là bán kính của vòng mo. Tức là tô bằng sigma 1 trừ sigma 3 chia 2. Còn cái tâm của nó là tâm của nó bằng sigma 1
tổng số đo chia cho 2, cái trung bình, cái giá trị trung bình. Tức là từ đây đến đây, từ cái góc cho đến cái tâm đó bằng sigma 1 cộng sigma chia 2. Đây là ứng suất trung bình, còn đây là ứng suất lệch. Nhưng mà ứng suất lệch đây chính là tô mắt. Thế do đó tôi có thể không vẽ ba vòng tròn mau mà tôi vẽ ba đường này, tôi có ba cái điểm là tôi vẽ cái đường này, tôi xác định được alpha và a, nó không phải là c với phi. Vậy thì quan hệ nó là cái gì? Quan hệ nó thì từ tam giác ABC, A, B, C thì ta có tăng alpha thì bằng BC chia cho AB, tăng của alpha là cái góc đen này đây bằng BC chia cho AB, còn A, ABT thì cái sin alpha bằng BT chia cho AB, BT chia cho AB, sin thì đổi chia quyền. Thế như vậy thì BC và BT là bán kính. Rồi như vậy hai cái thằng này giống hệt nhau phải không? Thì BC bằng BT mà thành như là tăng alpha thì bằng sin alpha, tăng alpha bằng sin phi. Cái quan hệ giữa alpha với phi là như vậy. Rồi ta biết alpha thì ta tính được phi. Rồi bây giờ ta coi cái C chia cho OA, C chia cho OA thì bằng tăng phi. Về là góc ở đây C chia cho OA từ cái góc đường đỏ xuống, thì từ đó ta suy được là OA thì bằng C cô tăng phi. OA thì chuyển lên đây, C chia cho tăng phi thì bằng C cô tăng phi. Rồi cái A thì ta có A nhỏ chia cho OA, A nhỏ chia OA thì bằng tăng alpha. A chia OA bằng tăng alpha. Tăng alpha thì bằng sin phi, thì nó sẽ bằng gì? A sẽ bằng OA sin phi. A với cái thằng này, A chia cho OA bằng sin phi thì bằng A sẽ bằng OA sin phi. Như vậy ta có A, ta tính tiếp ra A bằng C OA thì bằng C cô tăng phi. Như vậy A ta có bằng C cô tăng phi chia cho sin phi bằng C cos phi. A như vậy bằng C cos phi. Như vậy ta biết được alpha với A thì ta không biết được C phi. Đó là cái tiện lợi, một cái tiện lợi của cái lộ trình ứng suất, lộ trình ứng suất T và S. Tôi thì ít xài cái lộ trình này, rất là nhiều sách nó xài cái lộ trình này. Tôi thì xài cái lộ trình khác, lộ trình mà hồi nãy tôi mới vừa đặt đó, tức là áp lực trung bình nó bằng sigma 1 cộng sigma 2 cộng sigma 3 cho 3 và Q bằng sigma 1 trừ sigma 3. Bây giờ ta xét cái thí nghiệm 30 u thì giả thiết ban đầu đó, nếu mà ta giả thiết là M1, MV1 bằng MV2 bằng MV3 mà nó là đất đẳng hướng, tức là ba thằng nó bằng nhau, độ cứng theo ba phương nó bằng nhau, độ bão hòa là 100%, thì delta u bằng đấy, nên ta phải cộng cho delta sigma phải cộng delta u giai đoạn đẳng hướng thì số 1 cộng số 2 cộng số 3. Và cái lập luận giống như hồi nãy, tức là delta cái khung ngạc nó bằng tính theo cái ứng số hữu hiệu đó. Nếu mà ta áp vô cái này thì ta có cái thể tích thay đổi cái delta khung hạt đó, nó sẽ bằng V ban đầu nhân cho MV1 delta sẽ bằng 1, và từ cái định nghĩa MV0 là MV1 là tương tự MV0 MV2 delta phải sigma 2 và sigma 3 vậy.
Vậy là anh ta cái khung hạt lại vậy, tức là nhìn theo cái ứng suất do cái sức 3,123, và cái lỗ rỗng thì cũng giống như ta lập luận ở cái tín hiệu cấu kết đó, bằng delta v bằng n là v không sẽ lưu rơi dành cho delta u, do tính thẳng hướng nên delta sigma phẩy 1,2,3 nó bằng delta sigma trừ delta u. Delta sigma là tác động xung quanh khi mà đảo hướng. Thì bây giờ thay nó vô thì từ cái chỗ này nó thay nó bằng này, rồi cái delta sigma phẩy ta viết bằng delta sigma trừ chỗ u. Đấy là thì cuối cùng ta có được cái delta sigma trừ delta u bằng m1 mv2 mv3 thì bằng n để xem là này. Nhân delta u. Và từ đó ta suy ra được cái b bằng delta u chia delta sigma bằng mv1 mv2 mv3 chia cho mv1 mv2 mv3 cộng cho n thì sẽ lui về 1. Ta có thể chia nó ra lập ra kiểu này để cho ta thấy là một chia cho một cộng này, nếu mà c nó lui bằng không có nghĩa là nước không bị nén thì lúc cái này là bằng không thì b nó bằng một, có nghĩa là trong giai đoạn nén thẳng hướng thì cái chữ b ở đây nó cũng giống từ nghĩa bằng kia, nhưng mà nó lệ thuộc vô cả sigma 2 sigma 3 nữa chứ không phải chỉ sigma 1. Còn nếu mà chỗ này chữ c thì đương nhiên cái chỗ đó b nó bằng không rồi, không có lúc đó nó cố kết rồi mà, thì b đâu còn nữa. Thì cái lộ trình mà trong giai đoạn sigma 1 bằng sigma 2 sigma 3 nó sẽ chạy dọc từ đây tới đây. Giai đoạn này không bị cắt, nó bị nén, như tôi ta nén hoài nó không có trượt. Nhớ là khi đây là không bị cắt, nó bị nén, nên ta tăng cái áp lực này lên về mặt lý thuyết ta tăng lên vô cùng, mỗi mẫu đất nó không bị trượt, nó bị nén, nó bị ép chặt lại, thậm chí người ta có thể luyện kim tăng áp lực thật lớn để mà những cái hạt thép hoạt động dính lại nha. Đó là nén đẳng hướng. Bây giờ tới giai đoạn áp bức xuất lệch có nghĩa là gì? Ta giữ cái sức ba buồng nén bằng ổn định. Đó là sức hai, sức ba ba, sức ba một bằng đầu rồi, không đổi. Ta chỉ tăng cái delta sức ma theo phương đứng thôi. Thì chuyện gì nó xảy ra? Có nghĩa là gì? Quy bây giờ bằng sức ba một thì sức ba ba. Vậy thì quy khác không, không còn cần không nữa. Và nó không còn bằng không nữa thì bắt đầu cái lộ trình nó xuất nó từ đây đi lên. Tại quy nó khác không rồi, còn quy nó bằng không nó là đi chạy dọc theo cái trục trục. Bây giờ chỉ có cái em tên là xuất 31 xuất hiện, thành như ta có cái gì. Nhưng mà khi ta nén ở đây đó thì này nó co suốt, nhưng liệu kìa nó có phình ngang hay không, chứ đâu phải là có áp lực bên hông nữa, nó có thể phình ngang. Đây. Như vậy thì cái sự đứng và ngang này nó là bao nhiêu, thì cái đó là một câu hỏi. Bây giờ ta mới xem, bây giờ chỉ có cái sigma mà một thành như nó bị cái thằng này á, cái phân tố thứ nhất, cái đại lượng thứ nhất nó thay đổi chung, tức là v không m mở v một delta sigma 1 trừ cho delta u. Còn ở bên đây đó thì khi ta tăng cái này gì khóa là như u nó xuất hiện cả theo ba phương, nên cái theo phương 2 với phương 3 nó có sự thay đổi theo delta u. Delta u thì trừ, và đối cái khung hạt khung nước đó, cái thể tích đổ rỗng của nước NV không nó chịu áp lực delta u thì nó sẽ co lại theo cái công thức này, và ta triển khai nó ra đó thì
Bây giờ M1 delta sigma 1 U đưa ra ngoài hết. Ở đây là U có, ta đặt thừa số nó ra, rồi ta chuyển qua bên kia, thì cái delta U bây giờ nó là M1V1, M2V2, M3V3 cộng NCV, nó là chuyển hết cái thằng U rồi qua bên đây. Thì ta có cái gì? Delta U chia cho delta sigma 1, tức là A, nó bằng như thế này. Như vậy bây giờ ta có A bằng delta U. Nếu mà nó không đẳng, nó gọi là không đồng nhất đẳng hướng đó, thì về mặt khung hạt đó, nó làm cho M1 cái M2 M3 nó khác nhau đó. Mà nó chỉ đẳng hướng theo phương ngang thì M2 với M3 nó bằng nhau, thì ta biết là như thế này. Và ta phải tính toán cụ thể trong trường hợp đó cái phương ngang với phương đứng như thế nào, là vì ta để ý là cái hệ số thấm theo phương đứng phương ngang khác nhau. Mà hệ số thấm theo phương đứng phương ngang khác nhau thì hệ số rỗng theo phương đứng theo phương ngang cũng khác nhau trong thực tế. Và chính vì nó lỗ rỗng nó khác nhau nên cái hệ số nén theo phương đứng và phương ngang nó cũng có thể khác nhau. Còn thông lệ ở cái mức bình thường ta cứ còn đẳng hướng thì cho nó bằng nhau hơn, không phải. Nếu nó thấm ngang dễ hơn là thấm đứng. Nên nếu mà ta giả thiết là nó đồng nhất đó, thì lúc bây giờ ở đây ta chia ra, nếu mà MV3 và MV1 bằng nhau đó, và cái lộ trình là lộ trình này, lộ trình là lộ trình này nha, ta đang phân tích cái lộ trình này nè, có nghĩa là delta sigma 1 quy bằng delta bằng sigma 1 rồi sigma 3, delta sigma 3 bằng 0 nên delta quy bằng delta sigma 1. Còn delta b bằng cái gì? Delta b đó lại là bằng delta sigma 1 chia cho 3. Tại vì chung 3 hay không có. Ta có nè, delta b thì bằng delta sigma 1, delta sigma 3 nó không có. Thành như ta chỉ có delta b bằng delta sigma 1 chia cho 3 thôi. Đó. Chính vì vậy cái độ dốc này nó chính là 1,3 nè. Đó. Bây giờ thì nếu mà a bằng delta u trên delta sigma 1, và nếu mà MV3 với MV1 bằng nhau thì lúc bây giờ A nó sẽ là 1/3 với cái lộ trình nó 1/3. Tôi lặp lại mỗi cái lộ trình khác nhau, A khác nhau. Đó. Như vậy trong quá trình mà ta nén là ứng áp cái ứng suất lệch hay là gọi là cắt, thì cái áp lực nó lộ rộng nó tăng, không phải là tăng như cái B, nó có tăng đều, mà nó tăng trong cái lộ trình ACA là axial compression, có nghĩa là nén dọc theo trục. Còn cái lộ trình khác nó sẽ khác. Thì lúc bây giờ cái A nó bằng 1/3 nếu như nước không bị nén. Như vậy A sẽ thay đổi rất là phức tạp, khác với thằng B. B nó thay đổi từ 0 đến 1. Còn A tùy lộ trình ứng suất và tùy đặc tính của đất nữa. Lộ trình ứng suất thí dụ thế nào? Thí dụ ta gọi là AC thì nó nằm ở đâu trong thực tế? Thí dụ nó nằm ở dưới cái móng. Mỗi lần ta tăng sigma 1, sigma 3 nó đâu có tăng theo. Ta cường điệu nó lên là sigma 3 không tăng. Thực ra ta tăng sigma 1 ở đây sigma 3 nó cũng tăng. Vì rằng ta dựa trên cái nền của lý thuyết đàn hồi ta tính cái áp lực sigma 3. Hoặc là ở đây ta dưới cái nền đất đắp thì ta cứ đắp từng lớp thì cái delta sigma 1 có tăng, thì nó gần giống với cái lộ trình AC này. Còn nếu cái điểm nó mà nằm ở đây đó thì không giống đâu, khác hẳn. Nó nằm những cái điểm mà nằm dưới này thì ta phải tính ra rồi tính cái lộ trình ứng suất của nó. Do đó thí nghiệm ma trục chỉ là diễn tả được một vài điểm trong nền đất chứ không trình thôi. Cái ba trục mà hiện nay ta đang xài đó, tôi hay gọi cái ba trục mà đang xài thì là ba trục cổ điển và hệ số A.
vì rằng nó phụ thuộc độ trĩnh xuất phụ thuộc loại đất, nên hồi nãy ta lấy nào là 1 phần 3 tức là 0,33 thì lấy xét rồi này cao đó thì nó từ 0,75 trên 1, hút cái thường 0,5 trên 1 đất đánh xét, tức là phải đo đi, là từ thực tế người ta đo ra là mà lấy từ cái quyển của bút thu, cái quyển mà cơ đất mình tới hạn hiện nay tương đối đầy đủ, rất là tốt rồi. Thì và cái này tôi đang xài đa số là xài cái quyển này xuất bản năm 2001, các bài giảng của tôi cũng dựa vào ông này khá nhiều. Cái thành như nó thay đổi từ 0, trừ 0,5 cho tới 1, khá phức tạp. Và cái này nó lại nó ảnh hưởng nó rất là mạnh ở trong cái kết quả thí nghiệm ném ba trường, và đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng lên đến công trình thực tế trong quá trình thoát nước của đất, đặc biệt là đất sét, mà đất sét mềm thì chứa nước mà có thoát nước, tôi đã nói trong bên giá trị B rồi. Nhưng đến đây ta đụng chạm sơ lược tới hai cái thông số của Skempton mà trong cục đất cổ điển gần như ta không bao giờ đụng chạm tới, mà nó là ảnh hưởng rất mạnh tới cái sức chống cắt của đất thông qua cái thí nghiệm ba trục, dù ba trục đó là cổ điển nhưng mà hiện nay nói đang phổ thông mọi nơi là ứng dụng cái ba trục đó. Nước chúng ta hiện nay vẫn nằm trong cái top là chưa sử dụng ba trục một cách phổ biến, ngoại trừ những cái dự án người ta yêu cầu làm cái ba trục. Và vì rằng nó không phổ biến nên cái chuyên viên thí nghiệm trên ba trục tay nghề cũng không cao. Tôi nói tôi xin lỗi những cái vị mà có tay nghề khá và hiểu biết khá, tôi không có đủ khả năng. Một vài cái đơn vị khá mạnh ở đây tôi không tiện nói ra gì, nó là chống độc quyền, không thể có chuyện mà tôi đi khen cái này chê cái kia được. Nhưng mà cũng có những cái đơn vị khá tốt ở Việt Nam và có thể giúp cho một số công trình. Nhưng tôi nói thật, khi mà những năm 2002, 2004 tôi có dịp đi sang Singapore đó, thì tôi thấy rất là buồn là trong cái NUS có rất nhiều mẫu thí nghiệm đá của giàn khoan Việt Nam đang được thực hiện ở đó. Có nghĩa là người ta không tin các nhà khai thác dầu trên thềm lục địa Việt Nam ở cái thập niên tức là 2000, từ 2000 cho 2010, người ta không, ở Việt Nam chưa có đủ tay nghề. Tôi mới tới bây giờ này đã đủ chưa? Do đó trở lại cái này thì rõ ràng cái chữ A, AF là lúc mà nó fail, tức là nó trượt đó. Còn A nó cũng thay đổi, có nghĩa là trong quá trình khi nó trượt thì cái A là như vậy, nhưng mà nếu nó đừng để tới AF xuất hiện thì cái A nó có thể tiêu tán lại lại. Cái A âm là diễn tả khi nào mà A nó âm. Hồi nãy ta thấy cái ba trục mà khi chúng ta nén đó thì A nó dương, nén có nghĩa là thể tích lỗ rộng giảm, thể tích lỗ rộng giảm mà ta không cho nó giảm tại ta khóa giỏi rồi thì áp lực lỗ rộng nó tăng. Nhưng mà nếu mà cái đất này nó rất là chặt, bây giờ áp lực nó lỗ rộng, khi ta cắt thể tích nó tăng mà ta không cho nó tăng thì áp lực lỗ rộng sẽ âm, nó ngược lại mà. Và khi đó khi mà đất cắt chặt, khi ta cắt nó phóng đại nó lên thì cái lỗ rỗng đất chặt thì nó nhỏ như thế, khi ta cắt
thì những hạt đất đất nó trượt lên nhau, thể tích lỗ rỗng nó tăng lên, thể tích lỗ rỗng nó tăng lên, thì trong cái băng trượt, tôi lập lại, cái băng trượt nó rất là mỏng, chừng 4 năm vài chục cái hạt đất thì thôi, nó chỉ là cái khu vực ví dụ cắt trực tiếp nó làm lên, thì cái băng trượt nó có thể tăng lên khoảng chừng dài 30 mm. Cái băng trượt nó rất rõ ở trong bên hông của cái cây cọc đó, có một lớp đất bị trượt, nó dày chừng 5-3 ly thôi. Thì ở đây khi ta tăng lên, cắt nó vậy thì thể tích nó tăng lên, và thể tích nó tăng lên thì lỗ rỗng nó tăng lên, ở đây lỗ rỗng nó tăng lên thì thể tích nó tăng, và nó leo lên thế này á thì áp lực nó tăng lên rất là mạnh, rất là mạnh, tại vì nó phải phá cái thế này, nó cần cái lực rất là lớn, nó vượt qua đỉnh. Khi nó vượt qua đỉnh rồi thì nó rời ra, và nó tăng như vậy á thì thể tích nó tăng. Nếu mà có nước thì nó sẽ hút nước từ chỗ khác vô, từ xung quanh cái băng trượt vô, làm cho cái khu vực trong băng trượt mềm rất là nhanh. Và khi nó qua băng trượt rồi, khi nó đầy lên rồi thì nó lại giảm sút rất là nhanh, và cái đỉnh này nè, cái lực nó giảm sút rất là nhanh, và nó giảm về hướng giống như cái đất rời. Cái đất rời, đất rời đây khi ban đầu tôi cắt nó thì ta cắt thì nó bắt đầu nó giảm thể tích, tức là cái lực nó tăng lên, nó giảm thể tích, nhưng mà thì cái lực nó tăng rất là ít so với cái thằng bên này, tại vì nó đang xô ngã cái thế từ cái chỗ mà cân bằng không ổn định nó đang đi, còn thằng này là từ cân bằng ổn định tạo lên cái thế, phá cái thế của nó, thì nó cần lực nhiều, còn đây nó cần lực rất là nhỏ, thành những cái đường đó lên tăng lên dần dần. Và khi nó trượt, thằng này khi càng lúc nó sẽ đi trong cái trớn, tức là trong cái vận tốc nó đang có, thì cái động năng nó đang có, do đó nó sẽ đi luôn, nó trượt luôn. Nó trượt luôn làm cho hai cái thằng này nếu mà cùng kích cỡ hạt cùng một loại đất thì nó có khuynh hướng, khi mà đạt tới cái hệ số rỗng đất này á, thì hệ số rỗng ban đầu nó nhỏ xuống rồi nó nở lên, và nó nở mạnh nhất, nó nở mạnh nhất là lúc đi điểm uống của cái đường này, ở đó là tương đương với cái đỉnh. Cái đoạn mà vừa chỗ này á, thì điểm này nó gần như là giai đoạn cuối của đàn hồi. Tôi có dịp tôi sẽ lặp lại nữa. Cái này lặp đi lặp lại rất nhiều lần mới thấm vô được. Thế thì khi mà nó bị trượt thì cùng một loại đất thì cái hệ số rỗng tới hạn là critical hoặc là CS là constant volume đó, thể tích không đổi thì nó gần giống nhau, hai này nó gần giống nhau. Thì lúc bây giờ do đó cái đất mà có đỉnh này chính là đất OC lớn hơn 3, OC là lớn hơn 3, đất có kết trúc mạnh, còn đất có kết trúc thường thì lại khác. Đất này á, thì khi ta để ý là đất có kết thường với đất cắt rời hay là đất NC thì độ rộng nó lớn, khi chúng ta cắt ép nước nó chảy ra, thể tích nó giảm mà, thì nước nó chảy ra, mà nó chảy ra thì trong cái băng trượt nó lại khô đi. Đó, để ý cái điều đó, trong băng trượt khô đi, đất xung quanh băng trượt lại là trượt, nó tiếp nước nó yếu. Thành như người ta phải hiểu rõ vậy, và thậm chí ta làm thí nghiệm tự làm ta sẽ thấy cái hiện tượng này rất là rõ. Và cả hai thì nó đều bị trượt như thế này. Tôi lặp lại trong cái băng trượt thôi, những cái ta phân tích này đó, những cái hiện tượng này đó, là trong cái băng trượt đó. Chứ khu vực mà băng trượt nó vẫn còn đàn hồi, nó vẫn còn ổn định. Và cái cuối cùng cái khu vực ngoài này nó có thể bị sệ xuống, còn không thì không bị trượt. Rồi đối với đặc biệt đất sét, mà khi cái khoảng mà trượt này nó vào khoảng biến dạng khoảng 5%, 10% trở lại. Còn khi mà những loại đất mềm quá, ta nén đơn nó có thể lên tới 20% chiều cao, nó vẫn chưa chịu trượt. Thì lúc bây giờ cái sức chịu đó nó gọi là sức chịu còn sót lại sau trượt, residual strength. Cái đó nó vẫn còn, chứ không phải là nó trượt như cát, nó trượt cái làm sập luôn, nó chảy mất. Bây giờ cái khác nhau căn cơ là cái gì đây?
cơ hội đó cậu điểm đã hỏi xét cái đỉnh này. Dạ nó chỉ xét là khi mà nó cắt cái đỉnh này đó thì nó còn cái gì, giai đoạn này là tương ứng giống như cái đàn hồi, vậy chỉ cắt đây lùi trở lại nó còn đàn hồi, và tới đây là dẻo, đường dẻo, như vậy nó là đàn hồi dẻo. Đàn hồi dẻo lý tưởng có nghĩa là đây là cái lò xo nối cái ngàm trượt tới vị trí này là QF, tức là sức chịu tải, chữ Q là ứng suất lệch, mà ứng suất lệch tức là sức chịu tải. Khi mà fail là final hoặc là fail là trượt. Thì khi đối với đất mà màu xanh này đó thì người ta sẽ xài cái mô đun là ơ ban đầu, đó là ơ không, chứ không phải là ơ một, là ơ không. Ơ không là ơ của ban đầu hay là ơ tiếp tuyến, thì cái đó nó xài cho đất cứng. Đất cứng ở đây khi mà ta đọc cái taxi thì ông gọi là zero shear. Cái dạng này là zero shear là trượt tổng thể. Thế còn cái loại đất mềm, ở đây nghe kỹ là tại vì ta đang nói về mô hình Moculum. Mô hình Moculum tức là chấp nhận cái đạt hồi. Thì đối với đất tương đối mềm đó, thì người ta lấy cái chặng trên này nè, nó chỉ còn lại có 0,9 thôi, tức là cái QF đó. Một số có mô hình ví dụ hạt linh soi hay là hạt linh soi thì hạt linh là cứng dần đó, tôi sẽ đi vào sâu cái ý nghĩa nó sau này lại. Thì lấy 0,9 ở đây tôi đã lấy theo tỷ lệ, đây chỗ này là 0,9 là coi như nó bị trượt. Ta lấy 0,9 QF và tính với cái gì? Ta đang tính với cái đường đỏ này. Ta tính với cái đường đỏ này đó là nó là gì? Đàn hồi phi tuyến hoặc là đàn hồi, ta chia nó ra làm những cái cắt tuyến, ta chia làm những cắt tuyến. Còn ở đây thì khỏi chia. Thế nhưng mà đi chia những cắt tuyến đó thì gọi là tuyến tính quá, bài toán phi tuyến thì nó tính rất là cực. Thành như người ta mới làm cái là ta lấy 90%, ta vẽ thành cái đường đen này. Và cái thằng mô đun thì lấy làm sao? Mô đun thì lấy từ cái QF đi xuống tới góc này, ta chia đôi ra 50% QF, ta kéo vô đây. Từ cái này ta kéo thẳng lên tới đây, cái độ dốc này chính là E50. Đó là tôi trả lời câu hỏi E50 là cái gì và cách xác định của nó đó. Thì cái mô hình đàn hồi dẻo dùng vào đất mà dựa trên đàn hồi đó thì đó là đối với đất mềm thì lấy E50 và cái trượt đó, cái sức chịu tải lớn nhất đó, đó là 0,9 QF. Đó là sự khác nhau căn cơ của cái cơ học đất phổ thông và cơ học đất tới hạn. Thì cơ học đất tới hạn thì nó dựa vào ba trục, đương nhiên nó cũng dựa vô Moculum. Và cái mô hình đầu tiên đó là mô hình Kaplan. Thì chuyện nó còn dài, nhưng ta thấy là gì? Cái đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng rất mạnh trong cái giá trị của ba trục, đó là cái AB. Nếu mà ta không xét cái AB cho đất yếu thì hoặc là ta sẽ lờ nó qua cho đất cứng đối với chữ B, hoặc thậm chí còn chữ A thì ta phải theo dõi kỹ, tại nó càng cứng nó bị âm, A nó bị âm rất là khó. Do đó chúng ta không chủ quan khi mà ta xài cái mô hình Kepler hoặc là các mô hình mà tự động đó,
cũng như ở đây ta phải vẽ ra cho được rất là kịch. Thực ra khi ta lấy 50 rồi, tôi nói tiếp lấy 50 rồi, bây giờ nó là cái bài toán này nó đàn hồi gì rồi dẻo thôi, có gì đâu, nó không có nói gì tới cái cao xa của cơ đất, tới hạn là thậm chí cái này nó còn bần cùng quá cơ đất, nó chỉ là đàn hồi dẻo thôi. Và nó cũng bỏ luôn hiện tượng nở, không có bàn gì cái nở ở đây hết. Thì đó là cái bắt đầu ta tiếp cận vô hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chữ AB của Scampton mà luôn luôn ta bỏ qua, không bao giờ ta đụng tới. Ít ra ta cũng phải biết điều đó để mà ta bản, để tìm hiểu nó và để phán đoán. Đặc biệt những cái này khi mà có công trình nó hư sập đó, thì chúng ta có thể phán đoán được, rút ra kinh nghiệm để tránh nó gì sau này. Thế bây giờ khác nhau chút nữa là cái gì? Nếu mà cục đất tới hạn nó sẽ lấy cái này vô, mà nó lấy cái này vô thì cái miền năng lượng này nè, thì nó ăn vô cái miền này, nó gọi là miền hai, thì nó sẽ ăn vô trong cái chỗ này. Có nghĩa là cái tháp của Bokulom bây giờ nó lại có hai cái vùng cộng ra. Do đó cái đoạn mà từ đây trở đi đó, những cái áp lực lớn đó, thì nó không có C phải bằng không. Nhưng mà những cái áp lực nhỏ, có nghĩa là thí dụ đất ở độ sâu 10 thước, đất ở độ sâu 10 thước thì những áp lực nhỏ hơn, thí dụ như 10 nó là 1 gamma phẩy, nó là 1 tấn trên mét khối, thì 10 kg được tình trên mét khối, 10 thước là 100 kilopascal. Thì ở những cái áp lực mà nhỏ hơn 100 kilopascal thì nó có lực dính C, nhưng bây giờ lên tới 1000 kilopascal á, nó chịu bị cắt tới 1000 á, thì nó không còn lực dính C nữa, thành như nó có ra cái lõm này. Và cái miền invisible đó, đó mình không xác định đó, bây giờ nó bị lấn nhiều này. Đó. Thì ta thấy cái hình của kem lê đó, nó lại có cái bầu bầu đó chính là chỗ này. Và do nó cái vùng này đó, lộ trình ứng suất nó có thể đi ra khỏi vùng này, đi trở về đây cũng trượt. Trượt vẫn là trên cái đường này, chứ không phải trên đường này. Đường này vẫn an toàn, nhớ trường vẫn ở đây, nhưng mà cái miền này là cái miền bây giờ có thể xâm phạm được, lộ trình ứng suất nó sẽ có thể đi ra đây được và trở về nè, mới trượt. Chính là cái đỉnh này nè, nó lên được tới đây, nó xuống tới đây trượt, chứ không phải nó trượt ra này. Rồi, cái đó coi chừng. Thì ở đây tôi lấy những cái hình ở trong lời giảng của cái Bu Hu. Trước đây tôi đọc là Bu Du, nhưng mà gần đây tôi nghe người Mỹ họ đọc là Bu Hu. Thì đúng là tiếng Anh thì phải nghe người bản xứ họ đọc thì mai ra mới đúng. Còn trước đây tôi đọc theo kiểu tiếng Pháp đó là Bu Du. Tôi tiếng cái đó nhưng mà trả lắm. Rồi, thì tóm lại là chúng ta đã đi vào cái cơ học đó, tới hạn rồi đó. Thân chào các bạn, hẹn gặp lại.